Mình xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh xây dựng của mình nhé. Thì đến với kênh xây dựng của mình thì mình chuyên cung cấp tất cả các loại mà sản phẩm chuyên làm về ốp lát cũng như là làm phao chì và phao văng. Thì tất cả những sản phẩm mình giới thiệu đây thì khá là quen thuộc với tất cả anh em đã xem kênh của mình. Thì mình sẽ giới thiệu lại cho tất cả anh em nào mới xem chưa biết bên mình có những sản phẩm gì, thì mình sẽ giới thiệu lại cho anh em mới xem kênh của mình có thể biết và mua sản phẩm bên mình nhé. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu đến tất cả anh em là cái sản phẩm bảy răng cưa ốp lát. Đây là cái sản phẩm bảy răng cưa ốp lát này nè. Đây là cái bảy răng cưa chuyên dùng để ốp gạch tường nha anh em, cũng có thể lạc nền luôn. Bảy này thì anh em thường thấy những cái thợ ốp lát chuyên nghiệp người ta hay sử dụng cái bảy này. Ví dụ như anh Tuấn thì anh em xem được nhiều anh em đặc biệt đến cái bay này nhé. Đây là một cái bay răng cưa tay phải, răng có khoảng cách là 1,5 phân và sâu là 2 phân nhé. Đây là cái bay răng cưa tay trái này anh em, được đập 4 cái nhân tạng như thế này. Thì anh em sử dụng sản phẩm bay răng cưa này để ốp tường thì cực kỳ xịn nha anh em. Nếu anh em sử dụng keo pha lẫn hồ dầu và đánh bằng máy thì sử dụng cái bay này cực kỳ xịn luôn. Tiếp theo là mình giới thiệu về sản phẩm bay răng cưa lạc nền này. Thì bay răng cưa lạc nền này là sản phẩm cực kỳ quen thuộc về anh em rồi. Đây là một cái mẫu hàng Việt Nam nhưng mà nhái mẫu mã của Đài Loan này. Được làm bằng inox 100% nhé. Cái này thì kéo nên rất là sướng nha anh em, vì bên mình đã làm qua rồi. Những video tiếp theo hoặc là anh em có thể lật lại những video đầu để xem bên mình sử dụng cái bài răng cưa này nha. Từ bên mình cực kỳ thích cái sản phẩm này, làm rất là bền luôn. Rồi tiếp theo là cái sản phẩm con đùi gạch này. Con đùi gạch này thì được tạo ốp tường rất là nhanh khi mà có sản phẩm này. Hôm nay thì nhiều chúng ta sử dụng đùi gạch tường cái khi sử dụng này và có thể hạ xuống gương sạc nền nhanh nhé. Khoảng cách cách nền khoảng tầm 2 ly nữa thôi. Và chúng ta có thể nâng từ từ, đây bập nhẹ và nâng từ từ đúng không, nâng khoảng tầm hơn 10 phút để yên cán và bập ở đây hạ xuống nhé, lên và xuống, thật lên và lên thật xuống thì xuống, cực kỳ đơn giản nhé. Lên bao nhiêu cũng được nha nha. Cái con đùi này là màu ba trụ hàng của công ty 6 làng nha nha. Không phải những loài mà 4 làng như hàng trôi nổi đâu nha nha. Ba trụ hàng 6 làng nha. Anh em mua sản phẩm thì nên chú ý sản phẩm này. Rồi đó là những dụng cụ ốp lát. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến sản phẩm bay hủy của mình. Bay hủy thì bộ nào cũng gồm 7 chiếc từ 1 đến 9 nha anh em. Bay hủy thì bộ nào cũng gồm 9 chiếc, có từ 1 đến 9. Từ 1 đến 7 là chuyên dùng để đập cắt hoa văn cũng như là làm phao chì. Còn 8 và 9 thì sẽ tốt. Ví dụ điển hình như cái bộ này. Bộ này anh em xem. Bộ này là từ 1 đến 9, nhưng cái số 8 và số 9 là chuyên dùng để
tốn. Còn từ 1 đến 7 này là dùng để chỉ hoặc là kho văn thì biết. Chúng mà nó có từ 1 đến 7 là các em ạ. Nhưng mà những cái nhỏ 1, 2 đô đấy là mình gửi đi hết rồi. Vài ngày, vài hôm nữa nó về lại nhé. Sản phẩm được ren rất là tỉ mỉ. Đây là hiệu bay số 1 tại Huế nhé. Bay đập liên chiếc, thu bằng inox tráng tre trên nửa nhé. Cái dòng này cực kỳ dày luôn em này. Em để ý cái dòng này rất đập rất là lớn, nhưng nó không bao giờ bị gãy nhé. Đây là cái số 7 này, cái dòng lớn nó nhé. Thì đây là bộ sản phẩm đầu tiên bên mình giới thiệu. Về bên mình là có 3 sản phẩm bay Huế này nhé, 3 bộ như thế này. Đây là 1/2, 1/2, 1/2 là một bầu nhanh em. Em xem nó bầu hơn cả bầu này. Đây, bầu hơn. Cái mẫu này thì anh em làm hoa văn cực kỳ rất thích, vì nó vừa đọc được vừa cắt được, đắp được nha, vì nó bầu nên đắp rất là sướng. Cái số 1 nó có từ 1 đến 9 nhắn em. Số 7 này nên nhìn đẹp kia. Số 7 này. Đây là cái số 8 này, 8 bầu này, 8 vuông vẫn có nha, 8 đít vuông vẫn có, 8 đít vuông như thế này luôn. Đây bầu này, chín bầu này em. Cái mẫu đặc biệt cái mẫu này á thì đắp chỉ và tố rất là sướng, nhưng mà không chặt được gặp. Thì mẫu bay nào nó cũng có ưu điểm và nhược điểm nhé. Mẫu này thì ưu điểm của nó là xế tô cực kỳ yếm luôn, dẻo, nhưng mà chặt gặp thì anh em nhớ hạn chế lắm anh. Mẫu bên này á, thì nó làm dai dẳng hơn, độ đàn hồi nó thấp hơn, nhưng mà anh em chặt được gạch nhé. Đây là cái 8 phân điểm vuông, 29 phân điểm vuông. Anh em nhìn cái bay nó bê rồng, nó rồng. Anh em tô mốc rất là nhiều hồ nhé. Mốc được rất là nhiều hồ, cầm rất là nhẹ nhàng luôn. Xem có cái mẫu bên này, mẫu bay đập liền giá rẻ. Cái này là cái 7 phân. Mẫu này là mẫu số 3 nhé. Đây là hàng của khách đặt nhé. Bộ này thì nó có từ 1 đến 9. Đây là cái số 8 và số 9 này. Số 8. Đây là cái số 9. Thì cũng là thẹp và cũng là hầu inox cản, thì cũng là cản tre luôn. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu đến em là sản phẩm bên mình nó rất là nhiều rồi, giới thiệu rất là nhiều lần. Đây là cái cuốn làm phao chỉ, cuốn này là cuốn kẹp anh em này. Cuốn này cuốn kẹp nhé, cuốn kẹp 68. Bên mình có kẹp 57 này. Đây là cái tam giác, tam giác lớn. Đây là cái cuốn đơn 3 phân này. Nói chung là có đầy đủ từ 2 phân đến 10 phân lúc bằng rung thế này. Đây là 2 phân này. Đây là 5 phân. Đây là 6-7 phân như đây. Có từ 2 đến 10 nhân. Thì để làm phao chỉ thì không thể thiếu những cái bộ mực như thế này. Để mình cũng cấp bộ mực luôn nha anh em. Anh em nào có nhu cầu mua những sản phẩm bên mình thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mình đã ghi vào màn hình nhé. Mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em mua hợp lý và đầy đủ, không bị dư.
và lãng phí nhé. Mình chào anh em, hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo nhé.